Lý do trách bà. Em biết không, giờ anh đã thấy người ta thật ngu ngốc khi tìm thấy nhau, chạm lấy nhau chỉ để cho nhau thêm những lý do rồi chán ghét nhau. Người quay mặt bước đi mau tìm chốn cũ, người im lặng đi chờ vơ tìm quên bên đêm dài, để phóng chốc chợt nhận ra mình chẳng cần nhau đến thế, cớ sao phải buông lời chua cay. Đời đâu ai hay biết được đâu, có bền lâu hay chỉ là thêm phút bên nhau. Em biết không, giờ anh đã thấy mình chẳng cần nhau đến thế, cớ sao phải buông lời chua cay. Đời đâu ai hay biết được đâu, có bền lâu hay chỉ là thêm phút bên nhau. Chuyện mình giờ đây đến thế, thật ngô nghê khi ta chỉ cần đến thế. Phút xa nhau.